Tầm vóc và ý nghĩa to lớn của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã được hàng trăm cuốn sách, hàng ngàn bài viết và nhiều công trình khoa học ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới phân tích và lý giải. Và để trả lời cho câu hỏi nguyên nhân và sức mạnh nào mà quân và dân Hà Nội đã đập tập tan cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 của quân đội Hoa Kỳ. Sau 40 năm, đề tài này vẫn còn tiếp tục được nghiên cứu trên cơ sở khách quan và khoa học. Và vào ngày hôm nay, một hội thảo khoa học với chủ đề Nhân tố chính trị, tinh thần trong chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972, giá trị và hiện thực diễn ra tại Hà Nội một lần nữa đã khẳng định một trong những nguyên nhân làm nên chiến thắng chính là nhân tố con người. Cuộc hội thảo với sự tham gia của những nhân chứng lịch sử và các tướng lĩnh quân đội, những người đã có nhiều trải nghiệm qua 12 ngày đêm ngoan cường chống trả lại chiến dịch mang mật danh Lennebaker 2, một chiến dịch không kích mang tính hủy diệt của quân đội Mỹ với số bom rọi xuống Hà Nội và các tỉnh phía Bắc lớn gấp 10 lần số bom nguyên tử mà quân đội Mỹ đã rải xuống Nhật Bản năm 1945. Thế nhưng sức mạnh của bom đạn đã không thể đè bẹp nổi bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Dòng dã suốt 12 ngày đêm, từ ngày 18 tháng 12 năm 1972, cả Hà Nội gần như không ngủ bởi tiếng gầm rít của B-52. Nhưng Hà Nội hoàn toàn không bị bất ngờ. Tất cả các lực lượng mà nòng cốt là lực lượng phòng không Hà Nội ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và lập công xuất sắc. Cất cánh lên không về hạ cánh được, nhảy dù tiếp tục hôm sau đi chiến đấu tiếp, những ngày sau đi chiến đấu. Hay Vũ Xuân Thiều ở cự ly rất gần rồi, nhưng mà với B-52 anh quyết tâm dùng cả B-52 mình, máy bay của mình lao vào B-52 để tiêu diệt B-52 trên bầu trời đó. Tôi nghĩ rằng đấy là cái tình cảm của bộ đội không quân, nó đã hun đúc thành cái tình cảm cách mạng và nó tạo thành một ý chí quyết tâm, và trong cái ý chí quyết tâm đó nó đẻ ra những cái mưu trí sáng tạo và tìm ra được quy luật để tạo nên sức mạnh mà chúng ta đánh thắng. Một nội dung được thảo luận tại hội thảo lần này là khía cạnh về sức mạnh dân tộc thể hiện qua yếu tố con người, thể hiện ở thái độ chính trị và tinh thần của nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với quốc gia trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Theo các học giả, thì đây là yếu tố quyết định khơi dậy lòng quả cảm và ý chí dám đánh, quyết đánh và quyết thắng. Sức mạnh chính trị tinh thần nó thể hiện ở cái là chúng ta dám đánh, biết đánh và quyết thắng. Thế thì trong một cái so sánh về lực lượng, cái vũ khí trang bị giữa ta và đế quốc Mỹ thì nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Thế nhưng mà với lại cái ý chí quyết tâm, với lại cái sự sáng tạo đấy, thì chúng ta đã phát huy được đấy, cái đã có những cái sáng kiến, có những cái sáng tạo ra cách đánh hay, cách đánh phù hợp. Thế rồi là đã phát huy được cái cao nhất cái khả năng của mọi cái loại vũ khí trang bị đấy, để mà thực hiện cái chiến dịch thành công. Suy ngẫm về chiến thắng sau 40 năm, một chiến thắng có ý nghĩa quyết định buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh Việt Nam, rút hết quân đội Mỹ và quân đồng minh về nước. Các tham luận tại hội thảo sáng nay tiếp tục khẳng định về bài học lịch sử có ý nghĩa thời sự trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường với những tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, biển đảo, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy nhân tố chính trị, tinh thần trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.